Một năm mới đã tới, một vòng quay mới của 365 ngày lại bắt đầu. Mỗi năm mang đến cho chúng ta cơ hội và những sự khởi đầu mới. Nó là một trang giấy trắng để bạn viết lên chương tiếp theo của cuộc đời mình. Tôi muốn động viên bạn hãy dùng video này để khẳng định cho chính mình một cuộc sống và một phiên bản bạn mong muốn cho 12 tháng kế tiếp. Mặc dù có thể bạn đang nghe video này vào tháng 1, nhưng nhớ rằng nó có thể được sử dụng bất cứ lúc nào bạn mong muốn nâng cấp bản thân mình. Những lời khẳng định bạn đang nghe sẽ trở thành của bạn. Hãy đón nhận chúng trọn vẹn. Phiên bản 2.0 của bạn đang ở bên trong bạn rồi. Lắng nghe những lời khẳng định này trong vòng 21 ngày liên tiếp để thực sự chạm vào phiên bản xuất sắc nhất của bạn và sẵn sàng cho một năm mới ngập tràn an vui, hạnh phúc và thành tựu. Hãy hít một hơi thật sâu và chúng ta bắt đầu nào. Bạn có thể lắng nghe và lặp lại những lời tôi nói thành tiếng hoặc đơn giản lặp lại trong tâm trí của mình. Tôi chào đón những ngày tháng mới với đôi tay và trái tim rộng mở. Tôi sẵn sàng nâng cấp cuộc sống của mình. Tôi hào hứng về những tiềm năng trong tôi. Giờ là thời điểm để tôi tỏa sáng. Giờ là thời điểm để tôi tạo ra những giá trị. Giờ là thời điểm để tôi được hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc của tôi. Đây là một hành trình tuyệt vời của tôi. Tôi hào hứng để thực hiện những mục tiêu của mình. Tôi có một định hướng sáng rõ cho cuộc đời mình và tôi có mọi nguồn lực để thực hiện nó. Tôi có đủ đam mê để giữ lửa cho mình. Giờ là lúc tôi tiến về phía trước. Giờ là lúc tôi hành động. Giờ là lúc tôi kiến tạo một lối đi mới cho mình. Giờ là lúc tôi phát triển. Tôi biết ơn vì mình đang sống. Tôi sẵn sàng để tiến về phía trước. Tôi sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Tôi có tất cả những gì mình cần. Tôi sẵn sàng cho một năm mới tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi thực sự biết ơn tất cả những gì mình đang có. Tôi biết ơn vì món quà được sống. Giờ là lúc tôi biểu hiện bản thể chân thật nhất của chính mình. Giờ là lúc tôi đón nhận trọn vẹn con người tôi. Giờ là lúc tôi trân quý những tài năng trong tôi. Tôi là người hùng trong câu chuyện của chính mình. Một chương mới rực rỡ đang mở ra. Hít sâu và thở ra. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của mình và ngày hôm nay tôi lựa chọn hạnh phúc. Hít sâu và thở ra. Tôi yêu thương bản thân, tôi tha thứ cho chính mình, tôi biết ơn chính mình. Hít sâu và thở ra. Tôi thành công với mọi điều tôi làm. Tôi đầy cảm hứng. Tôi là phương tiện để chuyển giao những điều tốt đẹp tới với cuộc đời này. Hít sâu và thở ra. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận từ vũ trụ.
tôi đang kiến tạo những ước mơ lớn lao nhất của mình mỗi ngày. Hít sâu và thở ra. Tôi tự do khỏi nỗi sợ bị từ chối. Tôi tự do khỏi những nhận định, phán xét của người khác về tôi. Việc tôi nghĩ gì về bản thân mình là điều quan trọng nhất. Tôi lựa chọn chính mình. Tôi yêu bản thân mình. Tôi tha thứ cho mình. Tất cả những gì tôi cần đều đã ở trong tôi. Tôi đủ đầy. Tôi trọn vẹn. Tôi đang kiến tạo sự đủ đầy cho chính mình và gia đình tôi mỗi ngày. Hít sâu và thở ra. Tôi độc đáo, không có một ai giống tôi trên cuộc đời này. Tôi ở đây để mang những tài năng và giá trị của mình đến với thế giới. Hít sâu và thở ra. Tôi tha thứ một cách dễ dàng. Ngay phút giây này, tôi buông bỏ mọi oán hận, trách móc và những câu chuyện trong quá khứ đã níu giữ tôi quá lâu. Tôi cảm thấy tuyệt vời và nhẹ nhõm. Hít sâu và thở ra. Tôi cam kết sẽ luôn sống đẹp đẽ và hết mình. Tôi trao yêu thương tới bất cứ nơi đâu tôi đến. Tôi sống một cuộc đời chân thực với chính mình. Và tôi đồng kiến tạo nên bất cứ điều gì tôi mong muốn với sự đủ đầy của vũ trụ. Hít sâu và thở ra. Tôi hào hứng về những gì mà vũ trụ dành cho tôi. Tôi sẵn sàng để chào đón phiên bản bình an và hạnh phúc nhất của chính mình. Hít sâu và thở ra. Tôi chào đón những ngày tháng mới với đôi tay và trái tim rộng mở. Tôi sẵn sàng nâng cấp cuộc sống của mình. Tôi hào hứng về những tiềm năng trong tôi. Giờ là thời điểm để tôi tỏa sáng. Giờ là thời điểm để tôi tạo ra những giá trị. Giờ là thời điểm để tôi được hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc của tôi. Đây là một hành trình tuyệt vời của tôi. Tôi hào hứng để thực hiện những mục tiêu của mình. Tôi có một định hướng sáng rõ cho cuộc đời mình và tôi có mọi nguồn lực để thực hiện nó. Tôi có đủ đam mê để giữ lửa cho mình. Giờ là lúc tôi tiến về phía trước. Giờ là lúc tôi hành động. Giờ là lúc tôi kiến tạo một lối đi mới cho mình. Giờ là lúc tôi phát triển. Tôi biết ơn vì mình đang sống. Tôi sẵn sàng để tiến về phía trước. Tôi sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới. Tôi có tất cả những gì mình cần. Tôi sẵn sàng cho một năm mới tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi thực sự biết ơn tất cả những gì mình đang có. Tôi biết ơn vì món quà được sống. Giờ là lúc tôi biểu hiện bản thể chân thật nhất của chính mình. Giờ là lúc tôi đón nhận trọn vẹn con người tôi. Giờ là lúc tôi trân quý những tài năng trong tôi.
Tôi là người hùng trong câu chuyện của chính mình. Một chương mới rực rỡ đang mở ra. Hít sâu và thở ra. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của mình, và ngày hôm nay tôi lựa chọn hạnh phúc. Hít sâu và thở ra. Tôi yêu thương bản thân, tôi tha thứ cho chính mình, tôi biết ơn chính mình. Hít sâu và thở ra. Tôi thành công với mọi điều tôi làm, tôi đầy cảm hứng. Tôi là phương tiện để chuyển giao những điều tốt đẹp tới với cuộc đời này. Hít sâu và thở ra. Tôi mở rộng trái tim và tâm trí để đón nhận từ vũ trụ. Tôi đang kiến tạo những ước mơ lớn lao nhất của mình mỗi ngày. Hít sâu và thở ra. Tôi tự do khỏi nỗi sợ bị từ chối. Tôi tự do khỏi những nhận định phán xét của người khác về tôi. Việc tôi nghĩ gì về bản thân mình là điều quan trọng nhất. Tôi lựa chọn chính mình, tôi yêu bản thân mình, tôi tha thứ cho mình. Tất cả những gì tôi cần đều đã ở trong tôi. Tôi đủ đầy, tôi trọn vẹn. Tôi đang kiến tạo sự đủ đầy cho chính mình và gia đình tôi mỗi ngày. Hít sâu và thở ra. Tôi độc đáo, không có một ai giống tôi trên cuộc đời này. Tôi ở đây để mang những tài năng và giá trị của mình đến với thế giới. Hít sâu và thở ra. Tôi tha thứ một cách dễ dàng. Ngay phút giây này, tôi buông bỏ mọi oán hận, trách móc và những câu chuyện trong quá khứ đã níu giữ tôi quá lâu. Tôi cảm thấy tuyệt vời và nhẹ nhõm. Hít sâu và thở ra. Tôi cam kết sẽ luôn sống đẹp đẽ và hết mình. Tôi trao yêu thương tới bất cứ nơi đâu tôi đến. Tôi sống một cuộc đời chân thực với chính mình. Và tôi đồng kiến tạo nên bất cứ điều gì tôi mong muốn với sự đủ đầy của vũ trụ. Hít sâu và thở ra. Tôi hào hứng về những gì mà vũ trụ dành cho tôi. Tôi sẵn sàng để chào đón phiên bản bình an và hạnh phúc nhất của chính mình. Hít sâu và thở ra.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn một năm mới ngập tràn niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc và thành tựu. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.